Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đang phải đối mặt với thời điểm cam go nhất vì áp lực trong nước, khó khăn về viện trợ nước ngoài và bất đồng chính trị ở nước đồng minh Mỹ. Trong một bài xã luận đăng tải trên báo The Guardian, cây bút bình luận Sean Walker viết: "Xã hội Ukraine đã kiệt sức vì xung đột trong khi sự rạn nứt và đình trệ trong viện trợ quân sự của quốc tế đã dẫn đến tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược nghiêm trọng của Kiev ở tiền tuyến. Ngoài ra, hầu hết người Ukraine hiện không sẵn lòng tán thành ý tưởng về một thỏa thuận hòa bình vì tin rằng sẽ có rất ít cơ chế buộc Nga phải tuân thủ thỏa thuận đó và sẽ có nguy cơ chỉ cho Moscow thời gian để bổ sung lực lượng tái tập kích Ukraine." Tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 2, ông Zelensky đã nhấn mạnh những vấn đề cần đặt cược trong năm tiếp theo. Lãnh đạo Ukraine nói, năm đầu tiên chỉ là sống sót hoàn toàn, năm thứ hai là kiên cường, kháng cự, năm thứ ba sẽ mang tính chất quyết định, đây là một năm đầy thử thách từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông Zelensky thừa nhận phần lớn tương lai của Ukraine phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, đặc biệt tình hình chính trường Mỹ. Vị Tổng thống bày tỏ, thời điểm quyết định sẽ là cuộc bầu cử ở Mỹ và khi đó chúng ta sẽ có thể hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tổng thống Ukraine dường như công khai thừa nhận khả năng cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng có thể trở thành thảm họa đối với Kiev. Về gói viện trợ khổng lồ của Washington đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ do vấp phải sự phản đối từ Đảng Cộng hòa của ông Trump, ông Zelensky chỉ nói, tôi chắc chắn sẽ có một quyết định tích cực bởi vì nếu không điều đó sẽ khiến tôi tự hỏi chúng ta đang sống trong thế giới như thế nào. Ngoài những vấn đề bên ngoài, vốn phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Zelensky, đây cũng có thể là một năm khó khăn đối với nội bộ chính quyền của ông. Mặc dù vẫn giành được tỷ lệ tín nhiệm cao của người dân, nhưng ông Zelensky hiện không còn được coi là chính trị gia bất khả chiến bại và sự cạnh tranh chính trị đang quay trở lại Ukraine. Hai năm trước, việc Tổng thống Zelensky từ chối rời Kiev và các thông điệp qua video của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người ở Ukraine và thế giới. Tuy nhiên, gần đây có những ý kiến cho rằng Tổng thống vẫn duy trì thái độ như những ngày đầu xung đột, điều không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại. Ông cũng không trả lời được lý do sa thải các chỉ huy quân đội, điều gây nhiều bất mãn trong nội bộ. Trong bối cảnh đầy khó khăn này, theo các chuyên gia, có lẽ ông Zelensky hiểu rằng đàm phán có thể không giúp đạt được giải pháp cho mọi vấn đề nhưng là một giải pháp tốt hơn nhiều so với các biện pháp quân sự. Vì tiền bạc và vũ khí cho tới nay đã chứng minh là không thể giải quyết được cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba này. Trong ngày đánh dấu tròn 2 năm xung đột, ông Zelensky phát biểu rằng không ai trong chúng ta cho phép Ukraine đi đến hồi kết. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu rằng bất kỳ người bình thường nào cũng muốn giao tranh kết thúc, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra theo điều kiện của Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố, đó là lý do tại sao, với những từ kết thúc xung đột chúng ta luôn thêm vào theo điều kiện của chúng tôi. Đó là lý do tại sao từ hòa bình luôn đi kèm với công bằng. Chúng ta đang chiến đấu cho điều đó trong 730 ngày đã trôi qua trong đời ta, và chúng ta sẽ chiến thắng vào ngày đẹp nhất cuộc đời. Lực lượng Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, vũ khí và các nguồn cung cấp quan trọng khác, khiến khả năng phòng thủ của họ trở nên khó khăn hơn. Một binh sĩ Ukraine cho biết việc thiếu vũ khí và đạn dược ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tấn công của quân đội Ukraine. Người này nói, bây giờ chúng tôi không có đủ nhân lực và trang thiết bị để tiến hành nhiều cuộc tấn công. Vì vậy, mục tiêu chính hiện tại của chúng tôi là giữ vững những vị trí đang có. Trong khi đó, Nga đang thể hiện khả năng chiến đấu tốt hơn trên chiến trường. Gần đây, Nga thông báo kiểm soát thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk. Trong trận chiến ở Avdiivka, lực lượng không quân của Nga đã hỗ trợ tầm gần cho lực lượng bộ binh đang tiến công. Điều này cho thấy Moscow đang chiếm ưu thế trên không ở mức độ nhất định. Các chuyên gia quân sự cho rằng, nếu Nga tăng cường tấn công từ trên không, điều này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine. Hôm 26 tháng 2, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết Kiev đã kêu gọi Ba Lan trừng phạt những người chịu trách nhiệm về vụ đổ ngũ cốc của Ukraine ở biên giới hai nước vào cuối tuần qua. Khoảng 160 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị phá hủy tại một nhà ga xe lửa Ba Lan. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nông dân Ba Lan đang tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn mà một quan chức cấp cao Ukraine cáo buộc đó là một hành động vô trách nhiệm. Ông Kubrakov viết, những người phá hỏng ngũ cốc của Ukraine phải bị tìm ra và chịu trừng phạt. Hai quốc gia châu Âu văn minh thân thiện đều quan tâm đến việc này. Trong tháng này, nông dân Ba Lan đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối điều mà họ mô tả là sự cạnh tranh không công bằng từ Ukraine trong lĩnh vực nông nghiệp và các quy định về môi trường của Liên minh châu Âu. Họ đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine cũng như các đường cao tốc và người biểu tình đã đổ sản phẩm ngũ cốc của Ukraine ra khỏi toa tàu. Trước đó, đã có một số vụ việc ngũ cốc Ukraine bị đổ ra đường. Theo người phát ngôn cơ quan biên giới Ukraine Andriy Zemchenko, có tổng cộng 2.200 xe tải đang xếp hàng trên lãnh thổ Ba Lan và nông dân Ba Lan chỉ cho phép một số phương tiện đi qua mỗi giờ theo một số hướng, ông Zemchenko nói. Ngày càng nhiều xe tải từ Ukraine bị chặn hơn.
Hôm 25 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết điều quan trọng đối với Ukraine là duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Ba Lan, nhưng Kiev cũng sẵn sàng bảo vệ các doanh nghiệp nước này bị ảnh hưởng do các cuộc phong tỏa biên giới của người biểu tình Ba Lan. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Zdeslav Siewski phát biểu trong một cuộc họp báo, "Chúng tôi biết rằng các cuộc biểu tình dưới hình thức đổ ngũ cốc xuống đường là không tốt. Tuy nhiên, ông cho rằng phản ứng của Ukraine trước những sự cố đôi khi đã đi quá xa." Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Bydgoszcz, miền Bắc Ba Lan là Lydia Kowalska cho biết vụ việc xảy ra ở ngôi làng Kotomir và sản phẩm bị đổ là ngô. Trước đó, Kiev cho biết việc phong tỏa đã gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và cản trở năng lực chiến đấu của nước này trong cuộc xung đột với Nga. Việc xuất khẩu ngũ cốc qua hành lang Ba Lan là vấn đề sống còn của Ukraine do chiến sự làm gián đoạn các tuyến vận chuyển ở Biển Đen. Kiev cũng khẳng định xuất khẩu nông sản của nước này qua Đông Âu không gây thiệt hại cho thị trường EU. Tuy nhiên, sự đổ bộ của nông sản Ukraine đã khiến các công ty hậu cần và nông dân Ba Lan tức giận, cho rằng các đối thủ Ukraine đang bán rẻ hơn. Ukraine đang đàm phán với nước láng giềng về thỏa thuận hạn chế nhập khẩu có thể đạt được vào cuối tháng 3 năm 2024. Trên khắp châu Âu, nông dân giận dữ xuống đường ở nhiều nước để phản đối chi phí tăng, giá nhiên liệu cao, nạn quan liêu, các đòi hỏi về vấn đề môi trường, cũng như thỏa thuận xanh về giảm khí thải nhà kính. Hôm 26 tháng 2, khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Âu đã tập trung tại Paris, Pháp, nhằm gửi thông điệp về quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời phản bác lại tuyên bố của Điện Kremlin rằng Nga chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong năm thứ ba xung đột. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng như các nhà lãnh đạo từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và các quốc gia Scandinavia và Baltic nằm trong số những người tham dự cuộc họp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong bài phát biểu khai mạc rằng tất cả quốc gia có mặt trên bàn này đều từng tuyên bố sự đồng thuận chung rằng chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Nga tấn công các quốc gia này trong vài năm nữa. Ông Macron đã kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, cảnh báo những hành động của Moscow trong những tuần gần đây báo hiệu rằng Nga có thể tấn công các quốc gia NATO trong vài năm tới. Người đứng đầu nước Pháp nói, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chúng tôi không muốn gây chiến với người Nga, nhưng chúng ta quyết tâm kiểm soát sự leo thang. Ông cũng đồng thời cho biết cuộc họp nhằm tìm cách hành động nhiều hơn về hỗ trợ quân sự và hỗ trợ ngân sách. Tổng thống Macron đã mời những người đồng cấp châu Âu tới Điện Élysée để dự một cuộc họp được sắp xếp vội vàng nhằm thảo luận biện pháp tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine, trong bối cảnh các cố vấn của ông cho rằng hành động gây hấn của Nga leo thang trong vài tuần qua. Một cố vấn của Tổng thống Pháp nói với các phóng viên trước cuộc họp rằng chúng tôi muốn gửi cho Tổng thống Nga Putin một thông điệp rất rõ ràng rằng ông ấy sẽ không giành chiến thắng ở Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Pháp nói thêm, mục tiêu của chúng tôi là đập tan ý tưởng mà ông ấy muốn chúng tôi tin rằng bằng cách nào đó ông ấy sẽ chiến thắng. Sau những thành công ban đầu trong việc đẩy lùi quân đội Nga, Ukraine đã phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường phía đông, khi các tướng lĩnh của nước này phàn nàn về tình trạng thiếu vũ khí và binh lính. Phát biểu với các nhà lãnh đạo qua video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng tình với cảnh báo của Tổng thống Macron về sự leo thang xung đột. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng ta phải đảm bảo rằng Nga không thể phá hủy thành tựu của chúng ta và không thể mở rộng sự gây hấn của mình sang các quốc gia khác. Ngày 26 tháng 2 theo giờ địa phương, Quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản cuối cùng trước bước đi lịch sử của quốc gia Bắc Âu này, Reuters đưa tin, với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Hungary đã chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn vì những tranh cãi giữa các đồng minh NATO trong việc hoàn thành nỗ lực trở thành thành viên của Thụy Điển. Động thái phê duyệt này cũng diễn ra ngay sau khi chuyến thăm Hungary của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Trong đó, hai nước đã ký một thỏa thuận công nghiệp quốc phòng quan trọng. Về mặt chính thức, quá trình phê chuẩn sẽ kết thúc sau khi nghị định thư phê chuẩn được Tổng thống Hungary ký và công bố chính thức. Quá trình này dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng một tuần. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, cùng ngày 26 tháng 2, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu trước Quốc hội rằng hợp tác quốc phòng Thụy Điển-Hungary và việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ tăng cường an ninh của Hungary. Hungary từ lâu đã tuyên bố ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập và tuyên bố không phải là nước cuối cùng chấp thuận. Nhưng trên thực tế, việc phê chuẩn được thực hiện tại Quốc hội Hungary thậm chí còn muộn hơn cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã tích cực chỉ trích Thụy Điển do nỗ lực chống khủng bố không đủ.
Cùng với nước láng giềng Phần Lan, Thụy Điển đã lần đầu đi nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022, song vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã đệ trình các nghị định thư phê duyệt việc Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 7 năm 2022, nhưng vấp phải sự phản đối của các nhà lập pháp đang cầm quyền tại Quốc hội Hungary. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 2 được coi là cột mốc quan trọng, xóa bỏ rào cản cuối cùng đối với nỗ lực trở thành thành viên NATO của Thụy Điển. Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh Thụy Điển cùng với Phần Lan sớm gia nhập NATO." Bà Jean-Pierre đồng thời khuyến nghị chính phủ Hungary sớm hoàn thành quy trình cho phép Thụy Điển gia nhập NATO. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định trên mạng xã hội X rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ làm cho tất cả chúng ta mạnh mẽ và an toàn hơn.